Benko, sơn titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng Highlight Ngoại hạng Anh trên K Cộng Sport. Xin chào, đây là thành phố Manchester. Arsenal đặt mục tiêu cao nhất khi bước chân đến với thành phố này. Đó là mục tiêu 3 điểm trước Manchester United và tạo áp lực lên cuộc đua vô địch với Manchester City. Rất mỏng, họ không có nhiều sự lựa chọn. Phải chăng đó chỉ là một vài cái tên như là Eriksen, Anthony, Andro Thosa, người mà ở thời điểm hiện tại huấn luyện viên Mikel Arteta tin dùng hơn so với lựa chọn ở đầu mùa giải năm nay, đó là Gabriel Martinelli. Thomas Partey, Odegaard, dứt điểm. Cú đá của Bukayo Osaka, nhưng bóng đi không hóc hiểm và lực của quả bóng cũng không mạnh. Có điểm tại Old Trafford là khá lớn. Dứt điểm. Cú đá của Rasmus Højlund. Tưởng như tình huống vừa rồi thì những sự nguy hiểm đã trôi qua cước khung thành của David Raya. Amad Diallo, chân trái sở trường của Amad Diallo vẫn chưa thể dứt điểm. Đó là những pha xoay sở tới từ hai cầu thủ tấn công biên với nhau phương án di chuyển trong tình huống cố định này. Đánh đầu, bóng đi không trúng mục tiêu. Cơ hội lên bóng nhanh cho Man United. Diogo Dalot, Dalot đường chuyển hướng đến vị trí của Amad Diallo. Rất dễ dàng với William Saliba để khống chế đường chuyền vừa rồi. Kai Havertz, Kai Havertz đưa bóng vào. 1-0 cho Arsenal với Thosa. Trong một tình huống rất cụ thể, khi mà Arsenal đã khống chế được đường chuyền dài của Manchester United thì ngay lập tức họ đã có được cho mình câu trả lời. Hàng thủ của Manchester United đã chơi rất tập trung ở trong phút đá qua trước khi bàn thắng này diễn ra. Nhưng đây là một pha bóng mà Arsenal đã cho thấy sự khôn ngoan và lọc lõi của mình. Họ không cần triển khai bóng quá nhanh nhưng chờ đợi những sơ hở của hàng thủ bên phía Manchester United. Và hãy nhìn cái cách mà Casemiro lững thững để di chuyển lên. Nếu như anh di chuyển sớm hơn thì có lẽ là Kai Havertz đã việt vị. Và khi mà bóng tới vị trí của Leandro Thosa, người có tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng cao nhất bên phía Arsenal cho đến trước khi trận đấu này diễn ra, đó là 27,5%, thì không còn cơ hội cho thủ thành Andre Onana. Casemiro vẫn nghĩ rằng mình đang chơi ở vị trí tiền vệ và phía dưới anh có lẽ sẽ còn những hậu vệ, nhưng phía dưới anh chính là Andre Onana. 1-0 cho Arsenal, một bàn thắng và 3 điểm sẽ được bổ sung vào những gì mà Arsenal đang có. Saka tiếp tục xuống biên, Havertz ở phía trong. Bukayo Saka, Benjamin White. Rất nguy hiểm khi bóng đã sượt qua chân của Casemiro. Những pha bẫy việt vị của Manchester United trong ít phút gần đây đang giúp cho câu lạc bộ Arsenal có được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Andre Onana. Cho Garnacho đối đầu với Ben White. Garnacho chuyển sang Scott McTominay. Phất bóng ra biên rất hợp lý của Amad Diallo cho Alejandro Garnacho. Nhưng ở phía trong thì David Raya cũng đã đoán trước ý đồ này của Garnacho. Một pha đổ người chủ động của David Raya. Martin Odegaard, Odegaard đã khiến cho Amrabat ngã sóng xoài. Saka, Ben White, góc dứt điểm mở ra. Vẫn là cơ hội cho Arsenal. Những tình huống xử lý rất tự tin. Đánh đầu, cú đánh đầu ngược không thành công. Garnacho, góc dứt điểm đã mở ra nhưng cú đá của Garnacho là quá thiếu chính xác. Lần hiếm hoi mà Leandro Garnacho có thể dứt điểm khi phía trước mặt anh không phải là sự áp sát của cầu thủ Arsenal.
Có lẽ là khoảng trống dành cho Alejandro Garnacho trong pha bóng này là nhiều nhất kể từ đầu trận đấu dành cho đội chủ nhà Manchester United. Nhưng Garnacho vẫn đang đá bay đi những cơ hội dành cho đội chủ nhà. Kosa đối đầu với Wan-Bissaka. Kosa cơ hội cho Odegaard. Odegaard chân trái của Odegaard. Quả bóng đã nằm gọn trong tay của Onana. Thêm một cú đá trúng đích nữa dành cho các cầu thủ đội khách Arsenal, trong khi Manchester United thì vẫn đang tìm kiếm cú đá trúng đích đầu tiên của mình. Đây không phải là một pha bóng mà Martin Odegaard đã làm. Không có Bruno và Manchester United cũng mất đi những phương án chuyền bóng và cả dứt điểm ở trước khu vực 16m50 của đối phương. Và đây cũng đang là một thế trận mà tương đối nhiều rủi ro. Sai lầm của hàng thủ bên phía Arsenal, Anthony dứt điểm. Sút là quá nhẹ của Anthony. Tỏ rõ sự quyết tâm. Đó là một pha tranh chấp khi mà cầu thủ của đối phương chưa sẵn sàng. Cầu thủ của đối bên đang tỏ ra khá mệt mỏi và những sai lầm đã xuất hiện. Garnacho. Garnacho. Garnacho từng ghi bàn với những cú đá hướng thẳng vào góc gần bằng chân không thoát như vậy. Tình huống chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng của đội chủ sân Old Trafford. Trong một tình thế mà hàng thủ của Arsenal vẫn có số lượng các cầu thủ đông hơn so với những cái bóng áo đỏ, thì lựa chọn dứt điểm của Alejandro Garnacho. Cơ hội cho Arsenal, cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0. Không vào. Onana đã khất từ bàn thắng của Martinelli. Một phản xạ tuyệt vời của thủ thành Cameroon. Gabriel Martinelli đã đi bóng như chỗ không người và tung ra cú dứt điểm rất căng. Nhưng điều đáng tiếc đó là nó chưa đủ độ hiểm hóc để có thể đánh bại được Onana với một phản xạ tuyệt vời để phá bóng ra. Garnacho. Garnacho. Tiếp tục là Garnacho. Garnacho. Nỗ lực đáng khen ngợi của Garnacho và cả tình huống lùi về của Ben White nữa. Odegaard đánh đầu rất nguy hiểm, lại là pha cứu thua của Onana. Declan Rice. Declan Rice. Cú đá rất mạnh của Declan Rice và Onana đang hoạt động rất vất vả. Andre Onana đang chơi rất hay ở trong những tình huống cản phá. Thành người Cameroon đang cho thấy sự tập trung và phản xạ tuyệt vời của mình. Nửa đầu mùa giải là hình dáng Onana, hình bóng Onana với những tình huống sai lầm. Odegaard. Declan Rice. Cơ hội để dứt điểm chưa thành công. Garnacho. Garnacho. Quá khó để thành công với những gì mà Garnacho đã thể hiện ở tình huống vừa rồi và cả trong ngày hôm nay nữa. Và hết giờ. Chiến thắng tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa đã thuộc về Arsenal và thầy huấn luyện viên Mikel Arteta. Arsenal một lần nữa lại kiên định trên đường đua vô địch của mình. Và họ đã có được điều mình cần là 3 điểm. 3 điểm để tạm thời vượt qua Manchester City trước khi Man City có trận đá bù với đối thủ cùng thành phố của Arsenal là Tottenham Hotspur. Benko, sơn titan đẳng cấp Mỹ, hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên K-Cộng Sport.